đỏ chót. Về đấy nha. À còn thùng xe trên kia nữa. Này toàn đồ bê được nha. Này bao nhiêu tiền đấy bác? Bên này 15 triệu. 15 triệu. Đấy. Lại nổ số luôn từ đầu đi cho anh em biết này. 097 097 515 515 6620 6620 Cương Nguyễn. Đấy. Hùng cứ một phương đấy. Hùng Cương. Mày trồng ngửa mới nổi lên tí gầm gừ ấy, kiểu như biết dưới nhiều lắm anh ạ. Nhìn như nghe chất nuôi được. Chất chất ra bằng trước một đầu đũa mà nó sưng lên như này. Chất chất này chất xi quả đấy. Chất quả hàng lu, chất lu và xi có quả này. Quả. Giống cái răm, giống cái cây nhà em. Răm con này sau làm răm. Thôi rồi. Cao chắc chỉ tầm chưa đến 30 phân. Con này hoàn thiện. Đầu ba đổ xuống. Đổ lại khoảng 28. 28 28 28 phần. Hoàn thiện 28 phần. Đấy, có cái cổ giật âm lên ngon quá nhỉ. Sâu cây. Đang bê khỏe nó cắt thì tiếc quá. Đang rút ra. Cắt không được, cắt không được rồi sau nó đỡ cứng cổ. Thì nuôi lại mấy cái này cũng được. Đây chỗ này. Xong rồi dẻo cái chỗ này cũng được. Đây mắm này răm chất răm dày này mật ngày cuối tuần thì đang hoa thời tiết mưa đấy nhỉ? Thời tiết trắng, trắng xóa luôn đấy. Mưa đỏ này đấy, bể bãi là có đầy đủ ấy. Có đầy đủ ấy. Không thiếu bên nào cả, có rổ lên hay không đấy. Khả năng ít ra em sẽ cho nổ. Đúng rồi. Gãi gãi ra cái khác hay. Cơ bản là đang chăn nuôi nên là không muốn cho nó tốt nhưng mà gãi ra dữ liệu hơi bị nhiều đấy. Đấy. Nhìn cái bẹn này nó đi chảy. Con này là giao lưu rồi, giao lưu rồi. Giao lưu mở hàng sáng sớm này. Trực búp măng, trực tháp. Đấy, con này thợ về nuôi quá hay. Ui, cái con cổ trước qua cho lên hình mấy ông vào hỏi mà mất đâu rồi. Ta nghĩ mất cho mất cây. Con trên xe đúng không? Xe. Qua anh mới cho lên đó. Ông kia kìa. Đâu, qua, thì, qua là ấy, hôm qua là của ông ấy. Qua là của ông này. Mấy ông xe nhau. Dạ. Em á. Lấy cái điền. Cái trực đấy. Không phải, cái trực là bên kia lấy bên kia. Cái trực là mấy ông gọi bên lại. Mất rồi, hôm đấy sang mất luôn. Đấy. Đổi không chơi cái gì. Nè. Chất nuôi phôi bao giờ thành cái cây thế. Đấy con này hay đấy. Ừ, sang đây nào cũng. Đây nhỉ, cũng từ đây nhỉ. Đây là bên kia. À, à ông kia giật dí gửi đây. Cũng xi đấy chứ. Xi đấy, cũng đỏ này. Đây là phân vi sinh như thế nào nhỉ? Đây là giao lưu 3 triệu. 3 triệu. Cũng hàng lũ. À, giờ thế nào? 3 triệu. 3 triệu. Vâng. À đấy. Đấy, đầu giờ lại có quà sướng. Đi chợ không ăn được gì về buồn lắm. Đấy, càng gãi gãi dần ra. Đấy, con này con nha. Hôm trước đây. Vẫn ngon đấy. Ngon đấy. Mà là mình có xác định nuôi thì nên lấy những cái đồ. Tất nhiên mình định hướng mình chơi mini hay chơi to ấy, nhưng mà mình tốt mini như này về nuôi là các bác có công nhưng mà nó chịu khó thì giá hợp lý. Đó. Chân nuôi mà phải bỏ công vào
Linh Sam này là bao tiền nhỉ bác nhỉ? Con đấy 2.8 ấy nhỉ? 2.8 là gì đấy? Là gì? Là gì? Là gì? 6 đấy. Đấy, không biết phân biệt Linh Sam như nào. 86 hay là Sông Hinh hay là gì nhiều. Tôi không không thạo món Linh Sam quá. Đấy, là nghỉ này. Là nghỉ. Xi ông đá. Đấy các bạn. Đây là vẫn đang quay quay cây của bác Cương nhé. Đây là bác Cương. Đây là bác Cương. Đấy. Xì tiếp rồi. Xì này hay đấy, lành lặn hay đấy. Nha. Đấy, nghịch lão lão này. Tử này. Làm cái dê trống đây hay. Đấy, cái này thì anh em giao lưu cho khán giả là bao nhiêu đây? 2.6 này. 2.6. Sạch sẽ. Chất đẹp đấy. Đỏ đấy. Nó khoảng độ hơn 10 phân một tí. Đấy, nghe thì tiếng đục thân thương đằng kia lắm. Mà anh em vây vây quanh kín rồi mình không có chỗ mình đứng vào, các bác nhìn này. Đấy, vây kín. Chờ cuối tuần các bác có vẻ là vui, thời tiết hiện tại là chưa mưa. Mấy hôm nay mưa rất nhiều nhưng mà hiện tại chưa mưa. Đấy. Chăn nuôi xanh đầm biển đúng không? Chăn nuôi này là chăn được. Nếu rẻ hoặc có không gian các bác cứ đưa về, ống vào thùng xốp. Đúng rồi. Đấy, mới thay giá thể đây anh ạ. Đấy, rất rất xốp. 2 năm nữa thì lại cướp nhau. Bây giờ ai chăn nuôi được thì bế luôn đi. 2 năm nữa lại khó bế lắm. Chả đến 2 năm đâu. Sang năm thôi, sang năm rồi. Đấy, nhìn dáng dấp này. Đây này, quá ngon. 3.5 đấy, chốt trước đầy đủ rồi, dáng rất vệ vệ. Đây chừng ngọn đây thôi, đây đây chốt 3 đây rồi, đây chốt 2 đây đủ rồi, chốt 1, chốt 2, chốt 3 đây, nên chốt 4 đây, chừng ngọn đây thôi. Hay quá, rất đẹp rồi, rất đẹp rồi. Sau cái rừng cây trực rất đẹp, cool. Quan trọng là cái mầm nó đủ hết rồi, chốt đủ, có chốt là ngon rồi. Bây giờ chọc lóc mà chưa có chốt thì sợ. Con đấy dáng phải vui, đỏ đỏ không? Dạ. Nổi nốt đấy, nổi sụn, khu sụn. Đấy, cái này là bao tiền nhỉ? Này 4 triệu. 4 triệu. Đấy. 4 triệu. Loại da vàng. Như nghệ chân móng đó, ngon đấy, ngon đấy. Con này thay chậu rồi đấy, chưa đấy, đấy con này hôm trước để có room nhỉ. Con này được mấy tiền đấy con nhỉ? Con này được 8 triệu rồi đi. 8 triệu đấy. Nó bị cớm đấy nhỉ, da bắt đầu vàng dần rồi này. Chúng ta chắc để như bóng cây, bóng cây thì nó da nó mới đen. Thôi có mấy hôm rồi. Đấy rồi. Sáng rồi này. 8 triệu. Gái mẹ này tí nữa ra thấy chậu ngon đấy. Không mà nhấc nổi. Tí nữa vào kia làm luôn cái chậu. Nó đang em cũng đang phân vân, nó đang đi mầm này mà thay. À ờ nhỉ. Mày đất ướt quá. Mà vừa mới mầm non. Đất ướt mầm non.
thì để mà biết là thay nó sẽ ý, đẹp hơn. Ý là mà để mà bây giờ mà bán ấy là thay cái là ngồi nhau đấy, không làm thế nhỉ. Rồi để mấy phiên sau yêu cây thì... nhiều cây để bán nhiều. Yêu nó thì phải để cho nó già đã rồi mới thay được. Giờ nó đang thế này thì cơ bản là đứa trẻ con đâu anh. Còn nhiều đồ để bán mà. Khác gì đứa trẻ con đâu, giờ thay ra nó lại đủ hết đi. Đẹp đấy, hay quá, xin chúc mừng. Đây, hàng giá rẻ của bác cả đây. Mẫu đơn, hàng sinh viên đây, gian hàng sinh viên đây. Bán vợ xe rồi. Đấy. Một thùng chật mà bây giờ còn nó lưa thưa này. Gần chục cây rồi đấy. Mấy khai mạc chợ được có mấy, chắc có được tiếng chưa mà là được hơn chục cây rồi. Có 7 cây rồi, 7 cây rồi. Bán thế chết. Bán thế thì mai lấy đâu cây bán. Cứ cây sinh viên này thôi, vài chợ. Hết mai lại có, yên tâm. Mai lại có. Đấy, các bạn. Giờ này có nhiều cây hạt gạo đẹp lắm. Ninh Sam hạt gạo đẹp lắm. Anh em ra hốt nhá, rẻ mà. Đấy. Đấy, cây này đẹp đẹp đây mà vẫn còn đây nhỉ. 2 triệu đấy. Đấy, 2 triệu. Thì cốt nó già nó nứt này, thân này. Đấy, đẹp. Tán tự nhiên, cổ thụ tự nhiên. Ok bác chủ, bán thế là vui rồi. Chúc có nhiều cuộc giao dịch nữa. Bác nhé.